Ok, xin chào anh chị em cây mùa tím. Hôm nay sẽ là buổi nhận định thị trường ngày 12 tháng 5 năm 2023, ngày thứ sáu cuối tuần. Ok, hôm qua thì mình bận, mình không có làm video nhận định được, nên mình sẽ review lại về một số mã và một số ngành thì mình có thể là mình coi là thị trường đang giao dịch như thế nào nhé. Mình sẽ đi vào điểm số của ngày hôm nay. Hôm nay thì Vini chạm ngưỡng cản đầu tiên, đó là vùng 1068, thì đang gần vùng 1068 rồi. Hôm nay cao nhất là 1063.69 điểm, như 1064. Hiện tại thì nói chung thị trường thì cũng chưa có gì gọi là bi quan hết, thì mình sẽ coi về một số ngành như sau, và một số ngành được coi sao. Vini vẫn đang trong cái xu hướng hồi phục khá là tốt nha, theo đánh giá của mình. Hiện tại chưa có tín hiệu xấu, nói chung anh em cứ có hàng thì cứ giữ, rồi khi nào có tín hiệu xấu thì mình tính tính, tính tiếp. Còn giờ nếu mà nói một người đứng ngoài thì chắc chắn là sẽ rất là khó, sẽ rất là khó khăn. Rồi ok, mình sẽ đi vào một số ngành. Đầu tiên thì cứ vào ngành ngân hàng mình coi trước đã ha. STB thì hôm nay cũng là một cây đúc đầu trên. Hiện tại STB hôm nay đang đóng phiên tại 26.4, nó là ngay cản ở khung ngày rồi. 26.4 là cản ở khung ngày. Thì với cái việc mà đụng cản ở đây á, thì ngày mai rất dễ gọi là điều chỉnh nhanh một xíu thôi. Có thể ngày mai STB sẽ đánh xuống lại vùng 26.2. Ở ngưỡng này thì mình sẽ không có mua, tại vì nếu mà muốn lên đó, thì Benny cần test lại một xíu. Theo mình là phải về lại vùng 27, 25.5, 25 tới 25.7 á, thì lúc đó thì mình sẽ cân nhắc mình mua. Còn hiện tại với cái cách mà dao động đi nền không có chặt như vậy đó, thì mình sẽ không mua STB. Tiên Phong Bank thì vùng cản chính là 24.2 nhé, hiện tại vẫn chưa vượt. Ngày mai để coi sao. MB Bank thì vẫn ở trên ngưỡng hỗ trợ và trong biên hẹp thôi. Biên của MB hiện tại là đang ở hai vùng nhé. Ở dưới á, thì đang được hỗ trợ mạnh bởi nền là 13, 18 là vùng 18, và ở trên hiện tại là đang xoay quay trong vùng 18 tới 18.7, 18.6 đó, hiện tại đang xoay quay trong vùng này thôi, là hai cái vùng mà hai chân lai tím mình mới kể đó, chưa có gì. VB thì ngưỡng cản chính sẽ là vùng 20, còn vùng hỗ trợ hiện tại á, là quanh 19. Với cái việc mà dao động như vậy thì cũng khó nói trong tuần này, thì mình bật tuần này thì coi VB sao. VB nếu đi như vậy thì ngày mai có thể là sẽ lại chạm lại mốc 20 rồi tính tiếp. Lưng lượng banh, những cái banh lưng lượng thì mình sẽ không có mua. BIDV thì cũng chưa, hiện tại đến tuần hiện tại chưa có xác nhận được gì. Vẫn chưa, lần trước là mình có nói là có thể là về vùng 42, nhưng mà hôm thì về vùng 43 là có bật lên lại rồi. Ở đây thì mình sẽ không mua, thì ở trên đâu cả ngay đây. Techcombank hiện tại vẫn ở trên mốc cản nhỏ, mốc hỗ trợ nhỏ đó là vùng 28.5 và ở dưới mốc cản là 29.55 thôi. Vùng này thì mình sẽ không mua, chắc chắn sẽ không mua, tại vì vùng lượng mà biên hẹp như vậy á thì đánh chiều nào cũng mạnh hết, mình sẽ không có mua. SHB nay SHB cũng bị đút râu. SHB thì vùng dưới vẫn là có một vùng đỡ, đó vùng 10.7, 10.6, 10.7. Vùng này thì mình sẽ không có mua nữa. Mình được hồi thì mình có cho mua ở quanh 10.7. CTG hiện tại là đang, nếu mà tuần này mà kết ở dưới 28.3 á, thì rất dễ khả năng là tuần sau sẽ đạt về lại được nền, đó là nền quanh 26.9 là CTG nhé. Có một cái thế của Mei Ichimoku rất dễ đạt. CB thì đây thì cũng có một cái cản ở đây 25, 25.1. Liên Việt Postbank với tin đồn là vỡ nợ phá sản, thì Liên Việt Postbank hôm nay đầu phiên giảm khá là sâu, mình nhớ là có lúc là giảm về sàn. Thì thật ra á, ở cái mốc này đây đối với mình là một tin bình thường. Sáng nay thì mình bận, nhưng mà mình làm tí giá sàn ngon rồi là bán ngay đây luôn, là ngay biên dưới. Thì thật ra á, cái kinh nghiệm của mình như vậy là mọi người, khi mà một tin xấu ra á mà mã của mình có nằm sàn, thì đối với việc phân tích kỹ thuật á, thì mình có thể là mình sẽ xử lý được, như là mình dự liệu được.
mình thì hôm qua tới giờ thì mình không có thời gian để mình coi. Mà người ở trong bốn chúng mình có kể một cái biên, một cái trendline như vậy, thì thật ra giá sàn là nó mới ở đây thôi. Thì mình nghĩ là giá sàn mọi người ai đang cầm có thể hoàn toàn mua được. Và mọi người thấy hiện tại là trên tuần á, cái mốc mà 13.6 hiện tại Liên Việt Bắc Anh chưa có thủng. Và với một cái tin xấu hôm qua mà hôm nay giữ được cái mức giá này, thì ai bán ngày hôm nay hơi tiếc. Thì với cái phương pháp của mình á, thì thật ra là cái việc mà cung cầu nó phản ứng sao với tiên á, thì cái việc mà tin xấu nó ra mà không thể đạp sàn được và không thể phá được cái trendline và những cái ngưỡng hỗ trợ như vậy, thì đây coi như là một phiên khá là tốt. EB hôm nay là phiên giảm nhẹ thôi. Cái vùng mua của EB thì lần trước mình có nói mọi người mua vùng 18.6 là cái vùng dưới này, trong vùng quanh đây thôi. Chứ còn nếu mà để hôm nay mua hay hôm qua mua đuổi thì mình không có nghĩ không có ok đâu, tại vì mọi người thấy là ở trên này á sẽ có một cái phần cản của EB, đó là vùng 19.8. Thì thật ra ở trong một cái biên hẹp như vậy á, thì mình mua ở cái vùng này thì rủi ro sẽ rất là cao. Mình thì đợt này mình sẽ mua ở nền. SB thì yếu lắm. SB thì mình nghĩ không nên đánh đâu. Còn chứng khoán thì hôm nay vẫn tiếp tục phân hóa và các mã hiện tại vẫn đang phản ứng lại với cái các mốc cản, ví dụ như VCI hiện tại thì đang dừng ở mốc cản luôn. Nếu mà ngày mai VCI không vượt cái mốc này á, thì hiện tại là mốc này sẽ là mốc đáng gọi là thử thách cho tuần sau của VCI. Với việc mà tuần này đã chạm test được cái vùng trên rồi, là vùng 33.3 nhưng mà không có giữ được, và không có giữ được ở trên cái mốc mà 32.4, thì nếu không giữ được thì ngày tuần sau mốc này sẽ là mốc cản. Và nếu như thứ hai tuần sau là một phiên đỏ, VCI sẽ rất bị đẹp ngược lại về mốc 30.4. Nên là mọi người nên cẩn trọng cái nhịp này nếu mà mọi người đua VCI ở đây nhé. VCI thì ngày mai, à không, ngày 15 tháng 5 thì mình sẽ là ngày không hợp quyền. 15, hôm nay 11, 12 nè, 13, 14, 15 là thứ hai. Thì hôm nay ai mua VCI á thì phải ăn cổ tức rồi, nói chung phải ăn cổ tức. Nhưng mà bằng tiền thì tỷ lệ 500 đồng như vậy thì mình nghĩ cũng không có đáng ngại. Mình chỉ đáng ngại cái chạc của VCI, với cái chạc này á mà ngày mai không có lấy lại được cái mốc trên thì VCI rất dễ bị đạp xuống vùng dưới của mình. Vùng dưới gần nhất đó là vùng 30.4 và có thể về vùng thấp hơn. Tại vì hiện tại mọi người thấy cái những ai đánh về Ichimoku á, mọi người sẽ đánh như vậy nè, nó sẽ như vậy nha, nó sẽ lên trên cái mốc này, nó test rồi đây, cái mốc này nó test cái đường đó, nó xuống đây xong nó test lại đây và nó xuống á, thì nghĩa là nó rất là hoàn hảo cho cái việc mà dội lên test ở vùng cao và xuống và test ở vùng dưới, không lên được thì bị đạp thôi. Rất là chuyện bình thường nha. Mình nghĩ ở vùng này ngày mai không nên mua VCI. Sẽ có hai cái, đó là việc ăn cổ tức. HSM thì hiện tại cái vùng hỗ trợ đây là vùng 25.1, còn vùng cản gần nhất đó sẽ là vùng 26. Cái mã chứng thì hiện tại đa phần là đang ở dưới cản này. Mình nghĩ mọi người nếu mà mua thì mọi người cũng nên cẩn trọng một tí. VND thì hiện tại vẫn đang ở dưới cản 16.1. Mình không đánh giá cao VND trong dịp này của dùng chứng, nhưng không hiểu sao, tại vì không có thông thoát bằng các mã khác, ví dụ như là SSI thì nhìn nó thấy ngơ, hay là HSM. SSI thì có một cái hỗ trợ ở vùng 21, ở đây thì sẽ có một cái vùng cản, đó là vùng 23.3. Đây thì sẽ là những vùng cản từng nấc thôi, để coi là thị trường có kéo được không. SSS thì hiện tại cái vùng cản chính đó là vùng 11.9, và sẽ có một vùng cản nhỏ nha ở quanh 11 luôn, 10.9. Thì đối với đa số dòng chứng thì mình thấy nhịp này đang có một cái lượng lượng như thế nào đó và nhìn hơi ghê thật sự. Nếu là mình á, mình sẽ không mua dòng chứng nhịp này. ARI thì ở trên sẽ là cản rồi, 13.6. Ở dưới thì nếu ARI mà về được lại, nếu mà gọi là lỡ mà có bị đạp về vùng 10 thì mọi người có thể mua. Nền 10 mọi người mua sẽ rất là phát chết. Trước đó thì có một nền 93 ATG. ATG thì cũng đó, mọi người thấy là chạc của nó khá là thoáng, không có như VND. VND thì chạc hơi tù, thì là dự địa sẽ rất khó. Ở đây thì linh chừng quá. APG ở đây thì cạn của APG ở tiếp đây sẽ có một cái vùng nhỏ nhỏ, đó là vùng 8.3 thôi.
còn ở dưới sẽ có một cái hỗ trợ mà có thể gồng nhé, là 7.4. 7.4 sẽ có hỗ trợ. Hôm nay thì TVB và TVC vẫn tiếp tục tím, tím ở dưới nền. Tím này thì TVB chắc sẽ lên được 6.3. Vít, nhiều anh em hô vít thì mình có nói cái vùng 9.8 sẽ là vùng cản cứng của vít, và muốn vượt khỏi cái mốc này á, đa số là không có vượt được ngay, cần khoảng tầm ít nhất là 2 tới 3 tuần. Thì thay vì như vậy chờ đợi 2 tới 3 tuần thì mình nghĩ tới đây anh em mình có thể là gọi là ra ba hàng thôi. Còn vượt vượt được cái mốc này thì mốc này sẽ là mốc hỗ trợ để mình mua, nó sẽ giống một mã, để tí nữa mình sẽ cho mọi người coi. FTS hôm nay vẫn kéo được lên gần 4%. Cạnh chính của FTS chiều này sẽ là vùng 27.8. Còn hỗ trợ thì ở dưới có một nền rồi, 23.4 là vùng hỗ trợ. BSI sau khi tăng rất mạnh thì BSI đã sẽ quay là 4 tuần rồi. Và mọi người để ý nè, chạm nha, xuống biên nè, lên nè, xuống biên lại nè, tạo y chang kiểu hai đỉnh cao. Nhưng mà như vậy thì nhiều mã làm đi như vậy á thì sẽ có một nền, đó là ví dụ như BSI thì nền sẽ là 29.2, còn nhưng mà BBank thì lúc nãy sẽ có một cái biên nhỏ như vậy á, thì đa phần là nó sẽ quay trong biên này. Cũng chưa có gì gọi là xấu, là mất nền mà tính. Ok, mình tới dòng thép đi. Hôm nay thì thép tím cũng nhiều, ví dụ SMC. SMC thì hôm nay cũng có vô vào lại. Nếu mà SMC á, mà tuần này giữ được này á, giữ được mốc này thì tuần sau ở 10.8 mọi người có thể mua nhé. Sẽ có một cái nền ở 10.8. Nói chung phải giữ được cái mốc như vậy cơ. MC thì thanh khoản hơi bé. Hòa Phát thì cũng chưa có gì gọi là bứt phá cả. Hiện tại thì Hòa Phát đang là một trong những đây là một trong các mã thép gọi là break được một cái cạn nhỏ ở đây, thì hiện tại vẫn có thể khỏe hơn. Nam Kim vẫn đang dưới cạn này mọi người thấy không, ngay dưới cạn luôn, cạn 15.47, 15.5. Hoa Sen thì hiện tại thì đang giảm cạn rồi, cạn Hoa Sen cạn nhỏ sẽ là vùng 16.5, thì hơi chạm vào đây rồi, có thể là cuối tuần ngày mai Hoa Sen sẽ bị giảm. Thép thì mình để ý thường đánh mấy mã đó thôi. Mình sẽ coi các mã điện phân đó, chất từ văn về điện thì BC1 vẫn ở trên vùng hỗ trợ chính, đó là vùng 27.6, cũng chưa có gì. Mua ở đây thì mình sẽ không mua, có thể là nó sẽ giật lên nhưng mà mình sẽ không mua, bởi vì theo cái thế này thì đi khó khó phân tích. Và T2 thì xuống như vậy có thể là đánh như nhiều khi là sẽ đánh như BIDV là sẽ thủng xuống đây luôn ở vùng 29 thôi, có thể thôi, tại vì thì mình thấy là NT2 đang muốn hết thanh minh. Thì nếu hôm nay khá xấu nhé, nếu mà nến này thì có thể là sẽ về lại vùng 29.7 đó, rồi tính tiếp. Còn đến tuần thì về 29.7 thì về đây thì sẽ có hỗ trợ thôi. Nhưng mà để mất cái cây nến của 2 tuần trước đó là cái nến này á, thì ai đánh nến thấy sẽ rất là xấu. Ghét, ghét hôm qua mình có nói một bạn mua ở vùng 16.05 là vùng này. Hôm nay sẽ là vùng hỗ trợ hiện tại. Thì hôm nay tăng như vậy thì giữ thôi. Vùng cản của ghét sẽ là vùng 17. Và vùng cản chính sẽ là vùng trên, là vùng 17.6. Nói chung những mã này sau khi mà xuống thì sẽ có một số cái nền nó sẽ sát nhau và cần có thời gian. Bao thì vẫn cản ở vùng quanh 13.65 thôi. Nên đây mình không có mua. Và ri mình vẫn nói có thể là về vùng lại vùng 62 nên là mình sẽ không mua ri. Này guest thì đã chạm vào vùng kháng cự rồi, đây 15, thì nếu tuần này giữ được cái mốc này á mình cũng không có mua, vì cái mốc này nó đánh khó lắm. Ở trên sẽ có những cái cản nó sát nhau, là nó sẽ sát nhau như vậy, thì khi nào ví dụ như là tuần này á mà đánh vượt được lên khỏi lên vùng 15 luôn thì tuần sau chỉnh mình sẽ mua lại. Còn vùng này nếu mà giữ nguyên đây thì mình sẽ không muốn mua. Ok, coi phân rồi coi. Vẫn đạm, đạm Phú Mỹ. Hôm nay tăng, đạm Cà Mau tăng, Điền tăng. Phân đạm thì mình vẫn hy vọng là sẽ có một cái cú chỉnh xuống dưới nữa mình mới mua. Đạm Phú Mỹ thì vẫn có những cái cản khá là lớn ở vùng phía trên nên là vùng này thì mình sẽ không mua.
thì khi nào đại Phú Mỹ về lại vùng 26 chấm 9 hoặc 27 á, mình mới bắt đầu mình giải ngân đại Phú Mỹ. Đạm Cà Mau cũng vậy, ở vùng này mình sẽ không mua đạm Cà Mau, mình chấp nhận khoảng vài phần trăm đạm Cà Mau có thể lên lại vùng 25.5. Thì khi nào mà nói chung đạm Cà Mau về 21.6 á, mình sẽ mua, còn vùng này mình sẽ không có mua. Đây sẽ là những cái nguyên tắc của mình, mỗi người sẽ có một phương pháp và nguyên tắc riêng thôi. BFC thì phân bón bình điền đấy là nền, nên là mình sẽ mua ở vùng 17.1 rồi. Nhưng mà mình thì bốn chứ mình được cái mình mua ATC hôm hôm qua hôm trước nhỉ, ATC sẽ là 17, mình mua được cái 17 rồi, nên là mình sẽ để im. Những vùng mà mình mua nền nó có nền rồi thì cái việc thủng nền thì sẽ quay lại test là rất là nhiều, thì nó sẽ an toàn hơn. Mặc dù ví dụ là mình mua nền bị thủng á, thì sẽ quay lại cái nền mình có thể mình bán, thì cái mức lỗ của mình nó không có nhiều. Còn nếu mà mua đuổi không có nền á, thì có thể mình sẽ đu ở ngay phía giữa và có thể là sẽ cắt ngay đáy sau khi có một nhịp khác tăng. Đó là phương pháp của mình thôi, cũng mỗi người một phương pháp thì mình cũng có nói tới ha. DDV, DDV thì thật ra là có một cái nền ở phía dưới hỗ trợ khá là mạnh mà bốn chứ mình không để ý. Đó là vùng 10, vùng 7.85, và hiện tại đang có một cái vùng cản ở phía trên nhé, DDV nhé, sẽ là vùng 9.66. Thì hiện tại đang đi sideways trong cái vùng này thôi, chưa có gì bứt phá cả. Nhưng mà để mà mua an toàn thì mọi người cứ lấy cái nền dưới mọi người đánh, còn lấy nền trên đánh thì có thể nó sẽ bứt qua nền á, nhưng mà thôi bứt qua nền thì dễ thì không có một điểm test, tùy thì mình sẽ đi kiếm một cái nền khác mình đánh. Tại vì như như Vinachem á sẽ có khá khá điểm nha, 10.97 là khoảng 10.11 á, sẽ có thêm vùng cản đó, mình thì mình tùy mã. Ok, mình coi tới các mã ngành khác đi. Dầu khí mình đi vào dùng dầu thì DVD hôm bữa mình có kê cái lệnh là 21.5 rồi, nhưng mà không có về nên thôi mình cũng bỏ, lỡ cái này chấp nhận bỏ. Còn xa cái điểm mình mua quá thì mình sẽ không có mua. PVS thì hôm nay mặc dù là một cây nến có râu nhưng mà cũng chưa có nói được điều gì. Hiện tại cái nhịp cản này á, PVS sẽ là 26.35 là vùng cản, còn cái vùng mua á, thì sẽ quanh 24.5 thôi, thì vùng mua là nền dưới luôn, trên dưới luôn. Còn ở vùng này thì mình sẽ không muốn mua nữa ha. BSR thì mình đánh giá là yếu trong dòng dầu khí, nên là mình chỉ đánh DVD và BVS thôi, hoặc là lâu lâu thì có chọc PVT một tí. Còn BSR ví dụ như là những mã khác đang ở vùng này, BSR dưới này thì đối với mình gọi là yếu, mình sẽ không tham gia. BVT thì ở đây vùng cản chính sẽ là vùng 21.5, còn hỗ trợ của BVDT hiện tại đây là vùng 20. FBC thì hiện tại vẫn đang ở nền và ở trong một cái biên hẹp, đó là vùng 8 tới vùng 8.7. Hiện tại thì chưa hết tuần, ngày mai thì các tuần mình coi sao. Với một cái biên độ hẹp như vậy thì cái vùng 8 sẽ rất quan trọng. Nếu mà thủng 8 thì anh chị em mình nên cẩn trọng nha, tại vì 8 là vùng nền cuối rồi. Thì khi nào ví dụ xuống 8 đúng không, anh em nào muốn mua thì mình chờ lên 8 lại xong mình mua lại. Đầu tư công như HHV thì mình vẫn canh sọt ở 13.7 nhưng mà chưa lên tới, hôm nay cao nhất là 13.55. Thì vùng này vẫn là những cái vùng cản chính rồi, mình nghĩ mọi người không nên mua ở giai đoạn này. Thì con vẫn đang ở trong một cái biên và có một cái ngưỡng cản lớn ở 12.2, nên là vùng này cũng không nên mua. Hay như là LCG thì ngay cản luôn, hôm nay có chạm cản một xíu thì phải, hay chưa chạm tới cản, cản là 12.67, hôm nay cao nhất là 12.6, còn một xíu nữa là vừa chạm cản rồi. Thì với việc mà dao động như vậy thì nhiều khi đục chân thì tuần sau á sẽ về lại vùng 10.6 có thể nha, cũng chưa có nói được gì. CTD thì hôm nay trần ha, nhưng mà vùng cản chính của CTD nhịp này ngày mai sẽ chạm, ngày mai rất khả năng là sẽ chạm 63.3, xong sau đó sẽ rụt chân lại. Vùng này là vùng cản khá cứng nhá, nó sẽ đỏ lại á, mình nghĩ sẽ về lại cái mốc mà khoảng tầm 61.2. Đạt Phương nhiều anh em cũng hỏi mình ha. Đạt Phương thì cái vùng 35 là cái vùng cản rồi, mà nếu mà đánh như vậy thì mọi người thấy hai đáy đúng không, nhưng mà đối với phương pháp của mình thì mình chưa có an toàn để mua, tại vì nếu mà đụng tới đây á sẽ rất gặp dễ chỉnh, nên là thôi để mình
canh được coi là nếu mà mua thì sẽ phải mua ở vùng 29.6. Cái nào BGC, BGC thì đang ở trong một biên nó là 25.05 và 27.4, chưa nói được gì. BDC, BDC lúc nãy nói cho ta vẫn đang trong trend của nó thôi, cũng chưa có gì để mọi người gọi là mọi người đua lại ở nhịp này đâu. BC, BC thì hiện tại đang chạm những cái gọi là ngưỡng, cái ngưỡng kháng cự quan trọng thôi. Và nhịp này thì mình sẽ không mua nha, mình coi là mai đóng phiên như thế nào rồi mình sẽ review lại. Bất động sản coi về mấy mã Long Hậu, Long Hậu thì cản sẽ là vùng 28.1. Novaland vẫn bật khá tốt ở những vùng hỗ trợ, đây sẽ là vùng hỗ trợ của ý chí chiến, tương ứng với lại 9 tuần. Phản ứng rất là tốt ở vùng 13. Đây vùng 13 là vùng này. Nhưng mà hôm nay thì không vượt được cái ngưỡng này thì khá đáng tiếc. Tại vì nếu mà vượt thì có thể là sẽ tạo một cái tiền đề hồi. Còn nếu mà đánh như vậy á, thì nếu mà ai mà đua thì nó hàng về rất là dễ bị lỗ. Hôm nay có đất xanh sale, sale cũng rụt râu. Mà sale thì vượt được cái cản này, vượt được một xíu. Hiện tại sale chạc cũng đang khá là mạnh. Cái ngưỡng 26.6 là cái ngưỡng hỗ trợ của sale nhé, có thể là sẽ retest lại đây một xíu rồi lên lại. TCH, TCH thì hôm nay retest lại một cái ngưỡng, đó là ngưỡng dưới nè, ngưỡng hỗ trợ đó là 8.1, 8.15. Thì nếu mà về đây mà ai đang có hàng thì mình có thể mình nắm thôi. Còn cản hiện tại đang là 8.3. Tôi đang gà cũng chưa có gì gọi là gọi là quá để đua ha. Chạm lên trên này thì anh em nào đua thì hơi hơi đau, tại vì cản rồi với cái thế này thì có thể là sẽ đạp xuống lại từ vùng 4.3 đó để tính. Sonadeci Châu Đức cũng chưa có gì, đang ở ngưỡng hỗ trợ nhỏ thôi. Còn về đây thì đang mình nghĩ chắc là sẽ giảm nhẹ ngày mai về vùng 33.8 rồi tính. Còn vùng mà cản chính đây là 38.4. Hôm nay sẽ review lâu lâu tí ha. Thủy sản VSC thì vùng trên là vùng cản, là vùng 262, vùng cản tính ra lần trước team mình bán ở vùng 61 và sau gần một tháng thì giá vẫn loanh quanh ở đây. NV ha, rất là nhiều bạn hỏi mình NV và muốn đua lệnh theo, và có một số bạn đua rồi thì lần trước mình có nói là NV nhìn rất là ghê, vì nếu mà nó đánh như vậy á, mà nó không vượt được cái ngưỡng 34 á, nó đánh có thể là nó sẽ đánh ngược lại và đánh sọc lại về những cái vùng dưới, đó là ít nhất là về vùng 30 đó là mất hai giá đó. Mà nó vẽ như vậy thì sẽ có dễ có ai để ngắn hạn, và con này mà vào đây á, thì rất là dễ xuống vùng dưới. Thì nếu mà ai mà muốn mua NV á, và bắt đáy á, chắc phải chờ canh 26.7 là cái vùng này mới an toàn. Vùng này mình nghĩ không nên mua đâu. IDI hiện tại đang ở dưới cản, cái này càng nhỏ hơn 11.7, đây sẽ là vùng rốn nha, và những cái vùng này mình sẽ không mua. Ok chắc hết rồi ha. Nhựa, nhựa AA bữa hôm có một bạn hỏi mình AAA vùng cản chính sẽ là vùng 11.75, không chắc khoảng lên tới 11.3, à hôm nay lên 11.3 này. Vùng này thì nếu mà lên được đây á, ngày mai có thể là sẽ đỏ tiếp nha. Ngày mai mà đỏ về vùng khoảng 10.7 á, mọi người cũng nên mua đâu. Nó cũng đang như vậy thì khó lên nữa lắm, về đây còn lên sừng trái. Cái cách này mà nó đánh xuống lại thì thôi, mình nghĩ mọi người không nên vào đâu. Bảo hiểm thì có một mã MG thì đánh, mọi người để ý nè, đánh đây đúng không, xong sẽ xuống như này là về 17.7, xong rồi sẽ tính tiếp. Nếu mà đẹp được về mic mà đẹp ngược lại được về 17.4, mọi người có thể mua một ít, thì nói chung không chết đâu, không lên được thì cũng cũng sống là vật vờ chứ cũng không có chết được đâu. Bán lẻ Easy World
Cạn nhịp này sẽ là 36 nhé, 36.1. Vùng này mình không mua đâu, mình coi nó phản ứng sao đó. FRT thì chắc lại quay lại 61 thôi, nếu mà đánh theo kiểu này. S không có ok lắm. PNG thì đang hướng về 74.1. Về đây thì ai thích thì có thể mua 74.1 nhé PNG. Còn mình thì mã này mình không thích lắm. Trong những mã mà râu ria này kia mình không thích. Với lại những mã như vậy thì biên nó không có cao. Biên không cao và kiểu hỗ trợ cho phái sinh. VRE, VRE lại lên lại nền. Nếu mà lên lại được nền này thì tuần sau mọi người có thể mua. Để coi ngày mai có giữ được cái mốc này không. Ngày mai ví dụ tăng lên, có thể là sẽ tăng lên 28.4 xong là sẽ rụt lại xuống. Thì lúc đó mình sẽ canh mua VRE ở vùng 27.8 được. Ai thích thì mua thôi. Những mã này là những mã gọi là bán phái sinh á. Mọi người thấy râu ria rất ria, VRE này, PNG này. Mình hạn chế mình mua. Còn ai mà gọi là yêu cổ phiếu thì có thể mình coi sao. H thì gặp những mã, những cái ngưỡng cản rồi. Ở đây mình không mua. Và hỗ trợ cuối của nó sẽ là vùng 17.7. Có 17.7 mọi người nên cân nhắc cơ cấu ạ. Và WG hôm qua anh em cũng, nói chung nhiều anh em cũng FOMO. Mình thì mình vẫn đợi cách tuần rồi coi là có lên được lại vùng 39 không. Còn thật sự ra muốn bắt an toàn á, Thế Giới Động phải về vùng 33.9 mình mới bắt an toàn được. Trừ khi tuần này vượt được 39.2 thì là vượt hẳn lên đây luôn. Vượt hẳn lên 39 chấm mấy đó thì lần sau mình sẽ mua lại cái giá là 39. Còn hiện tại mà đánh kiểu vậy thì mình sẽ không mua giá này đâu. FRT rồi ha, bet bet hôm nay cũng xanh xong lại rụt đầu ha. Bet thì vùng 26.1 sẽ là vùng cản chính. Nếu mà đánh kiểu này có thể là sẽ dễ đánh thành hai đường nhỏ, sẽ quay lại về mốc 2.7 được tính tiếp. Rồi coi mấy con heo hôm nay HAG như cũng đỏ khá khá. Với việc mà lên trên này mà không lên được vào ngày mai á thì HAG có thể sẽ về lại một nền, đó là nền 6.3, 6.4. Về nền này thì chắc mình sẽ bắt vì nền này nền ok rồi, 6.4 nha mọi người, để ý nhé. Tại vì mình sẽ không có gọi là coi hết các mã ở trong phiên được. Ta ta thì thôi, ta lên đây đang ở trong trend như vậy thì mình nghĩ không nên mua đâu. Đây này trend thấy rõ, test trend xuống. Nếu mà ngày mai mà ta mình đập xuống đây thì tuần sau chắc ta có giá 11.7. Mình chưa có gì ha. SBT thì vùng 17 vẫn đây là vùng một, vùng cản. Chưa có gì. Và có thể SBT sẽ về lại vùng 15.5. Về lại vùng này thì mình nghĩ mọi người có thể mua ít. Mua được. Thủng thì sẽ quay lại thôi. RSS thì bữa hôm trước lên đây nhiều người cũng mua hào lắm, mua nhưng mà thôi. Mình kêu rồi. Cái tỷ lệ mà gọi là chết nó cao hơn tỷ lệ sống thì thôi, mình cứ quan điểm mình không mua, không đuổi. Thì nếu mà tuần này mà giảm xuống đây thì ở trên lại là vùng cạn thôi. Giờ thì chưa, đợi ngày mai đi, ngày mai coi thử sao ha. TNG thì vùng cạn chính của TNG đây là vùng 20.9. Hôm nay thì lên được vùng 20.2 ha. Mình khá mạnh. Hỗ trợ dưới của TNG sẽ là vùng 18.15. View thì hỗ trợ vùng 21.86, 21.8 quanh đây là vùng hỗ trợ. Cái nhịp mà kéo như vậy view dễ đánh như hồi tháng 11, có thể là sẽ tăng lên lại vùng 29 lại, hoặc có thể mạnh hơn lên hẳn được về vùng 33. Để có nhịp này view có quay lại không? Có đánh lại như vậy không? Nền thì kêu có một nền rất chắc ở vùng 17.1. Nền này ai mua cứ để đó ngon. Tan. Tan thì hỗ trợ của tan nhịp này sẽ là vùng 17.1. Vùng hỗ trợ. Nếu mà về được vùng này thì mọi người mua làm tí cũng được. Không sao. Ok mọi người, hôm nay chắc mình sẽ review tới đây thôi nha. Thị trường cũng chưa có gì xấu đâu, hôm qua tăng thì hôm nay chỉnh nhẹ vậy là được rồi. Hôm nay Tây người ta cũng mua vào xíu, chưa, nói chung là chưa có gì cả. Phân hóa với lại có những cái mã tím như vậy thì mọi người sợ sệt gì, mọi người coi
197 mã xanh, 19 mã trần, trong khi đó 155 mã đỏ và chỉ có 2 mã sàn thôi. Thì mình thấy là hiện tại thị trường vẫn đang bình thường. Chỉ có một điều mình hơi thắc mắc là tại sao hiện tại chưa có kéo cái nhóm banh vượt cản. Thì khi mà kéo tiền mà phải vào blue chip đó, thì mình thấy thị trường nó sẽ khỏe hơn. Còn đánh thì nếu mà giờ mà nhìn vào cái điểm số của thị trường mà đánh thì hơi khó, thật sự hơi khó. Mọi người nên coi về nền của về sau tuần con thì ok hơn. Rồi chúc mọi người ngày mai phiên giao dịch thứ sáu ngày 12 tháng 5 này may mắn. Mọi người cho mình xin một like, một subscribe, ai cần về mã nào á mọi người có thể là comment bên dưới, mình sẽ trả lời vào phiên live phiên phiên ngày hôm sau nha. Rồi, ok rồi, bye bye mọi người.